chào tất cả các bạn. Mình là Hùng, còn đây là chị Hiếu. Đây là bản tin Real Filmmaker số 5. Rất là hay được gặp các bạn. Trong tuần vừa qua thì trung tâm chúng ta đã có 4 vé cho 4 bạn học viên các lớp H15 và 16 đi xem phim học báo. Đó là bộ phim Phố Uôn, một bộ phim rất thú vị. Và sau đây chúng ta sẽ đến với những hình ảnh của buổi xem phim Phố Uôn. Cảm tưởng của em khi đi xem phim họp báo lần nhất là cảm tưởng gì? Chỉ có cảm giác sung sướng, bởi vì đây là lần đầu tiên em được đi xem phim họp báo. Tuần qua em đang bối rối lắm, em phải cùng học phải đi hôm nay đấy. Thế sao lại bối rối là sao? Thì em sợ bị điểm danh. Em đã xem bản tin chúng ta làm phim lần nào chưa? Bản tin là làm phim ạ. Chúng ta làm phim đấy. Tuần nay em xem. Vậy anh đang quay cho về bản tin đây. Đi họp báo là được ăn những cái này nhá. Không, có cục. Em phát biểu cảm tưởng hôm nay đi xem phim nào. Hay ạ. Buồn ngủ không em? Buồn ngủ. Anh thì buồn ngủ quá. Dài dã man. Nhưng chắc là tại vì không có chuyên ngành nên em chả hiểu gì lắm. Em xem phần 1 phim này chưa? Chưa. Em không thích thể loại phim này lắm. Khó xem à? Vâng. Em thích phim này. Tại sao lại thích phim này? Em học kinh tế mà. Như các bạn đã biết, đây là dự án chúng ta làm phim. Và tất nhiên công việc chúng ta là làm phim. Và sắp tới chúng ta sẽ có hai bộ phim truyện. Một bộ phim của lớp H7 cộng của đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt. Và một bộ phim truyện đầu tay của đạo diễn Phan Huyền My. Cả hai bộ phim đang trong giai đoạn hậu kỳ. Và chúng ta sẽ rất nóng lòng đón chờ ra mắt của hai bộ phim. Và bây giờ tôi sẽ nhường lại lời cho chị Yếu về bộ phim của đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt. Bộ phim này là một bộ phim kinh dị và nó đang trong giai đoạn hậu kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhà sản xuất để biết rõ thêm về bộ phim kinh dị này. Chào bạn. Chào bạn. Chúng tôi được biết là bộ phim của bạn là sắp hoàn thành và đang trong thời gian hậu kỳ. Vậy thì bạn có thể chia sẻ cho mọi người một chút là tại sao bạn lại lựa chọn vị trí là nhà sản xuất trong bộ phim này? Thật ra thì đây là một bộ phim chuyện chung của cả lớp và mỗi người sẽ tự chọn một vị trí trong đoàn làm phim để cùng nhau thực hiện bộ phim này. Và lý do để mình lựa chọn làm sản xuất bởi vì trước đó thì khi mà tham gia vào đoàn làm phim Gia đình tươi tắn thì mình đã được, tức là mình cũng đã đăng ký vai trò làm bước này và được làm việc trong khoảng tầm một tuần với một bộ phim truyền hình thì mình cũng thu nhận được một vài kinh nghiệm. Và thứ hai nữa là do bản thân mình thì tức là cũng rất là thích cái vai trò này và đây là lần thứ hai mà mình được làm sản xuất một bộ phim. Thế nhưng là những chương trình và những sự kiện trên TVD thì thỉnh thoảng mình cũng tham gia làm sản xuất. Thông thường thì mọi người hay quen với vai trò đạo diễn này, diễn viên này. Vậy thì nhà sản xuất thì nó đóng vị trí như thế nào? Và bạn có thể chia sẻ một chút về công việc của nhà sản xuất? Nhà sản xuất và đạo diễn là hai người sẽ điều hành và chỉ đạo để hoàn thành bộ phim. Trong đó thì đạo diễn sẽ là người lo về mặt nghệ thuật và hình ảnh và nội dung bộ phim. Còn sản xuất sẽ là người mà nắm giữ và điều chỉnh các cái công việc của những thành phần khác trong đoàn làm phim. Ví dụ như là tiến độ quay, lo về đồ ăn hoặc là lo về, nói chung là chăm sóc tất cả mọi người và đảm bảo cho đoàn làm phim có thể làm việc tốt. Nói riêng với việc là kinh nghiệm trong bộ phim này thì đấy là làm việc với đạo diễn, làm việc với bạn Việt thì rất là khó. Nên là mình nghĩ là nếu lần sau mà đạo diễn tiếp tục bạn Việt thì mình sẽ phải thay đổi cách làm việc. Ngoài ra thì những thành phần khác thì mình thấy là đi làm phim rất là vui. Có những lúc thì mình không phải là làm sản xuất nữa mà vì thiếu người nên mình sẽ chạy sang để giúp các bộ phận khác. Và một khoảng tầm một tuần làm phim thì đấy là một thời gian rất là vui, mặc dù là dự định ban đầu của mình là sẽ quay phim trong khoảng 3 ngày. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với đạo diễn của bộ phim Sống Trong Sợ Hãi. Chào Việt, bạn đang làm gì đây? Mình đang dựng bộ phim kinh dị của lớp H789.
Bạn có thể cho biết tên bộ phim tên là gì không? Hiện tại thì bộ phim tạm gọi là Sống Trong Sợ Hãi 2010. Nhưng mà mình tin là đây sẽ không phải là tên cuối bộ phim. Bạn đã từng tham gia vào đoàn làm phim Tê Tắn của chú Chuyên. Nhưng mà đây là lần đầu tiên bạn thử sức với vai trò đạo diễn một phim truyện, thì bạn cảm thấy như thế nào? Thực sự thì sau khi làm một phim tài liệu và tham gia đoàn làm phim Tê Tắn thì mình đã có những cái nhìn tổng quan về một đoàn làm phim, về cách làm phim. Và đến bộ phim này thì là bộ phim đầu tiên mình tham gia trên cương vị đạo diễn. Nó là một thử thách rất lớn và cũng là một cơ hội lớn của mình, vì làm đạo diễn là ước mơ của mình. Phim thì được xuất phát điểm từ một câu chuyện của Ngô Phi Hùng, và nhóm kịch bản của lớp đã phát triển thành một kịch bản Sống Trong Sợ Hãi. Đây là một bộ phim đặc biệt của lớp phim truyện, tại vì có sự tham gia của tất cả các thành viên từ H7 đến H10. Thông thường thì trong một lớp phim truyện thì có nhiều nhóm và mỗi nhóm sẽ làm một bộ phim, nhưng với lớp H7 cộng này thì đây là một phim gọi là một phim của lớp. Tất cả các thành viên từ H7, H10 sẽ tham gia và nó có một cái quy mô lớn hơn. Phim này được hỗ trợ máy quay PD170 và những thiết bị thu đế trực tiếp. Đây là một sự cải thiện rất lớn về mặt chất lượng cho bộ phim so với những bộ phim trước của chúng ta làm phim. Nhưng mà bên cạnh những cái tiện ích về mặt kỹ thuật thì cũng có những cái khó khăn, tại vì chúng mình chưa thật sự nắm được những cái máy móc đó một cách là tốt nhất, nên là nhiều khi cũng gặp những trục trặc kỹ thuật nhỏ nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ trong thời gian vừa qua trong cộng đồng làm phim trẻ, chúng ta ai cũng biết được cái tên Phan Huyền My. Bộ phim tài liệu Đầu Tay Mẹ Và Con Của Cô đã giành rất nhiều thành công trong lễ trao giải Búp Sen diễn ra tháng 4 vừa qua. Và bộ phim đã được trình chiếu tại liên hoan phim trực tuyến eCine. Và sắp tới bộ phim sẽ được trình chiếu tại tuần lễ phim Việt Nam tại Mỹ. Và sau đây chúng ta sẽ đến có một cuộc gặp gỡ nhỏ với đạo diễn Phan Huyền My. Các thành viên trong đoàn làm phim của em đều những người hơn tuổi đúng không? Vâng. Có nhà sản xuất là cái người. Vậy khi làm việc với những người hơn mình nhiều tuổi như vậy, em có cảm thấy ngượng, có vấn đề gì khó khăn không? Khó khăn thì lúc đầu em chỉ ngại là vì em sợ là kinh nghiệm của mình chưa được mấy mà mình đã phải chỉ làm đạo diễn, thì em sợ mọi người không tôn trọng ý kiến của mình thôi. Nói chung là làm việc với ông bà già thì chúng ta luôn gặp khó khăn đúng không? Vậy em có thể nói qua một chút về dàn diễn viên của em được không? Diễn viên của phim em là một dàn diễn viên, em nói là đẹp nhá. Có vai bà mẹ thì là một diễn viên, nói chung là tuổi thì vẫn còn trẻ, nhưng mà kinh nghiệm diễn xuất thì đã khá là gạo cội rồi. Khá là gạo cội hả? Em có thể nói tên chị ấy được không? Chị tên là Bùi Kim Quy. Bùi Kim Quy! Anh rất cảm ơn em. Vậy những người nhỏ tuổi hơn thì sao? Em có gặp khó khăn gì khi làm việc với những diễn viên mà nhỏ tuổi một chút không? Nhỏ tuổi hơn thì chỉ có em gái của em thôi. Em thì... năm nay em gái của em sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 96. Vậy năm nay là mới học lớp 9 à? Thế là rất là trẻ nhỉ? Làm việc với chính em gái ruột của mình thì chắc không nhiều khó khăn lắm đúng không? Vâng. Vậy bộ cái phim của em quay trong bao nhiêu ngày? Chỉ trong một ngày thôi ạ. Trong một ngày à? Oh, it's amazing. Em rất cảm ơn. Vậy dự tính khâu hậu kỳ của em sẽ kéo dài trong bao lâu nữa? Quay thì nhanh nhưng mà dự phim thì chắc là lâu anh ạ. Chắc là lâu, rất nhiều khó khăn đúng không? Nhưng không sao, có một tài năng mà làm phim trong có một ngày, anh tin là khâu hậu kỳ cũng sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Vâng, rất cảm ơn bạn Phan Huyền My đã đến với chúng ta trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Để kết thúc chương trình, chúng ta sẽ đến với thông tin tuyển sinh của lớp 17 và 18. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh mời các bạn đến với bản tin tuyển sinh của dự án 93 làm phim. Hiện nay chúng tôi đang tuyển sinh hai lớp H17 và H18, đối tượng là các học sinh hoặc sinh viên tự do. Các bạn từ độ tuổi 12 đến 22 tuổi, điều kiện là phải có máy quay hoặc máy ảnh có chế độ ghi hình. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn những gương mặt rất quen thuộc của các lớp học của dự án chúng ta làm phim. Bạn Ngô Đài Trang, một người mà đóng vai trò sản xuất trong rất là nhiều bộ phim của chúng ta làm phim. Bạn Candy Hà, bạn Jerry,
là những người làm phim tài liệu, những bộ phim tài liệu các bạn rất là xuất sắc. Và bên cạnh tôi đây là một học sinh hiện nay bạn đang tham gia vào lớp học phim tài liệu H15 của dự án chúng ta làm phim Phạm Hiếu. Tiếp theo là Phan Huyền My. Gần đây nếu các bạn theo dõi một số thông tin trên báo chí, các bạn sẽ biết là cái tên Phan Huyền My nổi bật với bộ phim Mẹ Và Con chuẩn bị được công chiếu tại Mỹ ạ. Xin mời bạn Ngô Đại Trang có thể phát biểu. Khi mà tham gia vào dự án chúng ta làm phim thì đây là một môi trường rất tốt để chúng ta tạo dựng mối quan hệ của trường học thuật và tìm người hiện nay. Đến với lớp học phim truyện thì khác một chút so với lớp phim tài liệu, chúng ta được phát triển về diễn dựng nhiều hơn. Các bạn sẽ học cách để kể một câu chuyện và tự viết kịch bản của mình. Sau đó thì mỗi người lại được tìm hiểu về cách làm việc của các vai trò của các công việc ở trên trường quay trực tiếp. Mọi người sẽ lần lượt được thử vào các công việc trong loạt phim. Và đây là một trải nghiệm rất là thú vị. Bạn Hồng Hà, bạn có thể nói gì về bộ phim tài liệu của bạn? Tiếng giao vang đâu đây nghe đồng trời.